Bạn đang nghe tập 9 của chuyện Con rể vô địch, chuyện chọn lọc hay nhất. Mời các bạn cùng thưởng thức nhưng vu phùng cửu đã ra khẩu hiệu. Nói cô ngồi yên đấy, hướng điệp tiên đương nhiên không dám phản lại lời anh nói. Mọi người cứ ngồi đây chơi, anh đi có việc, vu phùng cửu nói với những những cô bé ngồi kia rồi ung dung bước ra bên ngoài cửa. Cô bé váy xanh lơ kia không kịp giữ anh lại, thất thiểu ngồi phịch xuống ghế. Vu Kim Mỹ thấy thế, như đã quá biết kết quả thể nào cũng như vậy. Chỉ nói với cô bé đó rằng, cậu là công chúa của gia đình cậu. Còn anh tôi là thánh đế ở trên trời, giống như là người và mặt trời vậy. Con người chỉ thấy mỗi một mặt trời, còn mặt trời thì lại thấy có vô số người. Ý nói, không bao giờ cô bé đó lọt nổi vào mắt của Vu Phùng Cửu đâu vu phùng cửu sỏ dép đi ra ngoài sân sau cẳng chân anh dài nên bước đi cũng dài một cái nhấc chân của anh bằng hai bước chạy của hướng điệp tiên cô còn đang bần thần ngồi bó gối ở dưới cửa sổ chớp mắt mở mắt đã thấy anh lù lù xuất hiện ở trước mặt mình ơ ờ, thiếu gia ngồi đấy làm gì ăn cắp à không không phải hướng điệp tiên sợ anh hiểu lầm rồi lại bắt phạt cô em chỉ là ngồi đây chơi thôi vu phùng cửu nhíu mày chơi một mình vâng hướng điệp tiên thành thật đáp lại anh vu phùng cửu cảm thấy hướng điệp tiên thật kỳ lạ từ cách suy nghĩ cho đến hành động có ai bao giờ lại tự ngồi một mình rồi lần thần cứ như con tự kỷ ngoài sân không thấy hôm nay cũng rảnh có lẽ anh nên đưa cô đi đâu đó một lúc đứng lên đưa em đi chơi hướng điệp tiên lập tức ngước phát đầu lên nhìn anh vô cùng bất ngờ anh đưa em đi đâu ngoài phố nghe đến đó hướng điệp tiên sung sướng mở to đôi mắt lấp lánh nhìn anh cô không được đi đâu cả chỉ du rú ở một góc trong căn biệt thự nay lại được anh đưa ra ngoài cổng biệt thự cô cứ như lần đầu tiên được đi đến một vùng đất mới vậy vu phùng cửu khom người đưa tay về phía cô hướng điệp tiên theo bản năng giơ hai cẳng tay lên để anh bế mình cô ôm vào cổ anh đây là lần đầu cô được bế kể từ khi sinh ra bây giờ ngẫm lại hình như tất cả mọi lần đầu của cô đều là anh hướng điệp tiên phùng cửu em buồn ngủ vu phùng cửu chạy vào phòng ngủ và lấy chăn gối ra trải cho cô nằm hướng điệp tiên phùng cửu em đói vu phùng cửu lập tức vào trong bếp nấu ăn hướng điệp tiên phùng cửu em muốn uống sữa vu phùng cửu ngại ngùng ôm má hướng điệp tiên thôi đi đồ biến thái hướng điệp tiên theo vu phùng cửu bước vào con xe thể thao xa xỉ màu trắng anh ngồi vào ghế lái còn cô thì ngồi ở băng ghế sau khi cô đã yên vị ngồi vào chỗ của mình rồi chợt thấy ánh mắt anh quay ra sau nhìn mình có gì đó rất kỳ cục sao lại ngồi ở đấy hướng điệp tiên không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy thì lần trước lên xe em cũng ngồi ở đây mà vu phùng cửu biết mình có nói nữa thì cái não của cô cũng không thể bắt mạch được với suy nghĩ của anh liền bước xuống xe mở cửa ghế sau bế cô ra ngoài rồi đặt ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh anh vu phùng cửu cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi mới quay lại ngồi trước vô lăng mới sáng sớm giang yến cảnh đã gọi điện rủ anh đến hiểu tinh cư chơi bài lúc đầu anh bơ anh ta không thèm đến nhưng thấy hướng điệp tiên suốt ngày chỉ sậm sụi chơi một mình anh đành không nỡ lòng muốn đưa cô đi đâu đó vu phùng cửu lái xe đi ra ngoài cung đường quốc lộ chiếc xe con thể thao sang trọng cứ như một con báo trắng lao đi vun vút trên đường suốt cả dọc đường đi hướng điệp tiên đều áp mặt lên cửa kính đôi mi dài run run như hàng cánh bướm và một đôi mắt như không biết chớp cô nhìn đến ngây ngần cảnh vật bên ngoài những con phố hiện đại hồi trước lúc từ bệnh viện trở về vu gia cô cũng không có dịp được thoải mái nhìn ra ngoài cửa kính như thế này vu phùng cửu dừng xe lại ở trong hầm để xe của hiểu tinh cư lúc bước ra ngoài cô nhìn sơ qua cũng đếm được hơn chục con xe sang khác cũng đang đỗ ở trong đây đúng là trốn lui ra lui vào của đám nhà giàu chơi bời hướng điệp tiên theo chân vu phùng cửu bước ra bên ngoài vào trong thang máy mạ bạc nhìn từng con số nhảy liên tục tinh cửa thang máy mở ra bọn họ bước vào sảnh chính của tầng cao nhất vừa thấy người vừa mới đặt chân ra khỏi thang máy là vu phùng cửu người phục vụ đã nhanh chóng dẫn anh đi đến căn phòng của giang yến cảnh a à, bỗng nhiên hướng điệp tiên kêu lên khe khẽ anh đánh mắt nhìn xuống thấy cô vội vàng nói với anh em muốn đi vệ sinh vu phùng cửu nói cô sau khi đi xong thì hỏi phòng của anh sẽ có người phục vụ dẫn cô đến hướng điệp tiên gật đầu nói vâng rồi gấp gáp chạy đi vu phùng cửu nhìn bóng lưng cô đi mất rồi lại quay đầu theo sau người phục vụ kia đến căn phòng được chỉ định là của giang yến cảnh cậu chủ vu xin hãy đợi một chút cậu giang đang bận một chút việc nên sẽ đến chậm hơn một chút Vu Phùng Cửu cảm thấy hơi lạ, bình thường Giang Yến Cảnh chỉ biết chơi bởi lêu lòng. Làm gì mà có việc bận, nhưng anh cũng chẳng để ý đến nhiều. Anh nghĩ chắc các bác nhà họ Giang đã bắt đầu công cuộc chỉnh đốn lại thằng con trời đánh mày. Vu Phùng Cửu không quá vội vã, anh dựa lưng lên ghế salon. Cầm lấy một chùm nho ở trong đĩa đặt trên bàn lên ăn. Bỗng nhiên điện thoại anh kêu lên là Giang Yến Cảnh gọi đến. Cậu chủ vu, Giang Yến cảnh hét lên, lại là cái giọng điệu rủ dê ấy. Hôm nay rảnh quá, có muốn cùng tôi đi làm vài ván pizza không? Vu phùng cửu nhíu mày, chẳng phải vừa nãy cậu rủ tôi đến hiểu tinh cư chơi bài sao? Sao bây giờ lại đổi ý chơi pizza rồi, ở bên đầu dây kia? Giang Yến cảnh ngơ ngác một lúc, rất khó hiểu, tôi rủ cậu đi chơi bài hồi nào? ngay sáng sớm nay xong đâu có sáng sớm nay tôi đang ngủ ở nhà vừa mới dậy xong mà cậu chủ vu cậu có nhầm không thế vu phùng cửu nghe qua giọng điệu của giang yến cảnh không thấy có dấu hiệu của việc nói đùa hai đầu lông mày của anh nhíu chặt vào nhau đôi con người dần tối lại vậy kẻ đã gọi đến cho anh sáng nay là ai vu phùng cửu kết thúc cuộc gọi với giang yến cảnh Mở lại vào trong lịch sử cuộc gọi, vì cuộc gọi đến là vào khoảng thời gian sáng sớm. Lúc đó anh còn đang mơ màng nên không để ý đến số máy gọi tới. Quả nhiên là một số máy rác có kẻ đã giả giọng của Giang Yến Cảnh và gọi anh đến hiểu tinh cư. Nhưng để làm gì, chợt có một cái bóng đen ở sau lưng đè lên bóng người của vu phùng cửu. Anh giật mình quay phát lại ra sau, nhưng mới chỉ thấy qua một bóng người chùm kín mít hết mặt mũi. Dơ một cây gậy bóng chảy đập mạnh vào đầu anh, cơn đau nhói lên ở góc chán. Rồi sau đó vu phùng cửu ngã người xuống sàn mà bất tỉnh. Hướng điệp tiên vừa mới từ trong nhà vệ sinh nữ bước ra. Cô sắn tay áo, mở van vòi nước để rửa tay, ở bên trong một buồng vệ sinh khác cũng có người bước ra. Cô gái đó cũng dừng lại đứng trước bồn rửa tay, ở vai và tay kẹp một chiếc điện thoại. Ừ, đưa anh ấy đến đó đi, cẩn thận vào, nếu như các người để anh ấy bị thương. Tôi sẽ vặn đầu các người xuống đấy, Kiều Uyển Viên tắt điện thoại đi. Cất vào trong túi sách tay, lấy ra một lọ nước hoa. Yểu điệu xịt quanh cổ, hướng điệp tiên nhận ra cô ta là người hồi trước từng xông vào phòng bao rồi ôm lấy vu phùng cửu. Bỗng nhiên cảm thấy không thích cô ta một chút nào. Cô thấy khó chịu khi có ai đó gần gũi với vu phùng cửu hướng điệp tiên không muốn ở cùng một chỗ lâu với kiều uyển viên cô nhanh chóng rửa tay rồi rời luôn ra bên ngoài phòng vệ sinh đột ngột vai bị kiều uyển viên giữ lấy này em gái nhỏ hướng điệp tiên quay đầu nhìn kiều uyển viên nhìn nụ cười không rõ ý tứ trên khuôn mặt của cô ta chị vừa mới thấy anh trai em đi ra ngoài xong hình như không còn ở trong hiểu tinh cư nữa em có muốn chị chở em về nhờ không hướng điệp tiên nghe vu phùng cửu bỏ mình mà tự rời đi trong lòng chợt hoảng hốt nhưng rồi cô tự chấn an mình lại vu phùng cửu làm sao có thể bỏ cô mà đi được anh đâu phải là một con người đáng ghét như thế cảm ơn chị nhưng em có thể tự gọi người đến đón được ạ à? hướng điệp tiên gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình ra khuôn mặt lạnh lùng cô say người đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra bên ngoài nhưng cánh cửa vừa mới chỉ he hé mở ra đột ngột tầm mắt của cô nhòe cả đi hướng điệp tiên bất ngờ ngã phịch xuống dưới sàn cả người dần mất lực toàn thân thể kiệt sức mà không thể di chuyển được cô mở to mắt nhìn lên kiều uyển nhìn nụ cười vẫn giữ nguyên không đổi của cô ta thứ nước hoa vừa nãy mà kiều uyển viên xịt lên cổ là một liều thuốc ngủ được người của cô ta đặc chế riêng chỉ để có tác dụng với trẻ con em bé à vì chị sẽ là chị dâu tương lai của em nên đương nhiên chị có trách nhiệm phải đưa em trở về nhà khi bị lạc rồi đi thôi chị dẫn em đi tìm anh trai hướng điệp tiên thần chí mơ hồ cô cắn môi đến chảy cả máu nhưng không có tác dụng rồi cuối cùng không thể chống cự lại được nữa mà ngất lịm điệp tiên điệp tiên hướng điệp tiên những tiếng gọi khe khẽ cùng với những ngón tay chọc chọc vào lưng làm cho hướng điệp tiên bừng tỉnh cảnh vật mà cô nhìn thấy ngay khi vừa mới mở mắt là một góc của căn nhà hoang cũ kỹ tồi tàn chính xác là ở trong một hầm rượu cổ không xác định được vị trí hiện tại là ở đâu quần áo cô bị bụi ở đây làm bẩn tay cô thì bị trói ở sau một cái cột nhà Chói chung với tay của vu phùng cửu, gian nhà tối đến nỗi ánh mặt trời ngoài kia dù có sáng đến thế nào cũng không thể xuyên vào bên trong được. Hướng điệp tiên sau một giây mơ màng đã giật mình hoảng sợ. Không tự chủ được nấc lên một tiếng, lại nghe thấy có tiếng anh khẽ khàng dỗ dành ở sau lưng. Đừng khóc, bọn chúng nghe thấy thì cả anh và em đều chết. Vu phùng cửu cũng dựa lưng lên cái cột ngồi đối lưng với hướng điệp tiên cô khó khăn mãi mới vặn cổ sang để nhìn anh được. Cộng thêm với sự tối tăm ở đây khiến cho cô có mắt mà cứ như bị mù. Mãi về sau một lúc mắt cô mới thích nghi được với bóng tối. Mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu rõ ràng hơn một chút. Chỉ ngay sau đó, cô đã nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt của anh. Kinh hoàng nhìn lên những vệt máu nhem nhuốc gì từ trên trán anh gì xuống thiếu da máu không sao đừng có mà hét lên như vậy chúng nghe được thì không ổn đâu vu phùng cửu cũng xoay đầu nhìn cô thấy hướng điệp tiên mím chặt lấy môi hai mắt ẩm ướt hoe hoe đỏ vì xót anh thấy khá bất ngờ con nhóc này dám xót anh đau sao hướng điệp tiên nhìn thấy máu trên trán anh vẫn còn đang tiếp tục nhỏ giọt càng hốt hoảng hơn khi thấy sắc mặt anh hiện tại đang trắng bệnh vô cùng yếu ớt cô rục dịch người đau lòng muốn chết thử tìm cách nào đó để cắt dây trói cứu anh vu phùng cửu nhìn hướng điệp tiên con người cố gắng để với tay vào trong túi quần dù vẫn chưa biết ý định của cô là gì nhưng anh vẫn cố đẩy tay ra sau để tạo khoảng cách cho cô dễ thực hiện động tác hơn tay hướng điệp tiên có hơi ngắn cô phải chống chân quỳ lên đưa hông ngang với tay để móc vào bên trong túi quần vì cố quá mà chán dịn ra cả một lớp mồ hôi mỏng, ở cổ tay gầy gò nổi lên những vệt bầm tím gai mắt, cuối cùng cô cũng mò tay được vào trong túi quần, rút ra một cái kẹp tóc màu trắng có một đầu nhọn, cái này là vu quang đàm tặng cô, bọn mày đang làm cái gì đấy, đột ngột cửa phòng mở tung ra, một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn tiến vào bên trong, trên tay cầm một chai rượu, đầu hói, ở cổ đeo một cái vòng móng hổ, hướng điệp tiên không kịp phản ứng.